Ma túy đang là hiểm họa, vấn nạn của toàn nhân loại, tàn phá cuộc sống bình yên của gia đình, cộng đồng, làm xói mòn đạo lý, gây ra những hậu quả tiêu cực về kinh tế xã hội. Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy ngày càng cam go và quyết liệt. Với tinh thần phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, thực hiện chỉ thị số 36 CTTVK ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, quyết định số 1452 QĐTTG ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ bộ đến công an địa phương đã triển khai lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chương trình, kế hoạch phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là tạo luồng gió mới về công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Kể từ khi lực lượng công an chính quy đảm nhiệm vai trò của lực lượng công an xã, thị trấn. Là tỉnh vùng cao phía đông bắc của Tổ quốc, với đường biên giới dài giáp danh với Trung Quốc, nên Cao Bằng được đánh giá là địa bàn trọng điểm về tệ nạn xã hội, trọng điểm tội phạm ma túy từ nước ngoài qua biên giới đường bộ. Những năm gần đây, ma túy ngày càng biến tướng, gán mác bằng tên nhiều loại thực phẩm. Ma túy tổng hợp dạng mới đang dần xâm nhập Việt Nam, lan rộng trong giới trẻ. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, không để tình hình, các điểm nóng, vụ việc phức tạp về ma túy gây bức xúc trong nhân dân. Đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung là thực hiện cái công tác tuyên truyền đối với người dân, đặc biệt là trong giới trẻ, về các tác hại và nguy hại của ma túy tiềm ẩn trong cái xã hội và đặc biệt là việc sử dụng của giới trẻ. Bên cạnh đó thì ngoài việc tuyên truyền thì lực lượng cảnh sát quản lý hành chính cũng đã lồng ghép các nội dung về công tác tuyên truyền này vào cái việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cao Bằng đã nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cuộc sống cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke để kịp thời phát hiện, phối hợp đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy, yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để xảy ra tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Cao Bằng đã làm tốt công tác quản lý địa bàn cơ sở, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, gia đình, thường xuyên gặp gỡ, cảm hóa giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện tại cộng đồng, người sử dụng trái phép chất ma túy và đối tượng sau cai nghiện trở về để hạn chế nhu cầu sử dụng ma túy, kết hợp hiệu quả với các biện pháp can thiệp, giảm tác hại cho người sử dụng ma túy. Ma túy trên địa bàn thành phố Cao Bằng hiện nay ấy, nói chung và địa phương tôi nói riêng, nghĩa là tình hình ma túy đã cơ bản được kiềm chế, nhưng mà vẫn còn nhiều cái vẫn còn nảy sinh nhưng mà không đáng kể. Chẳng hạn như là những tệ nạn ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy đang được trẻ hóa và đã ăn sâu vào thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên và học sinh. Nên chúng tôi cũng đang từng bước được khống chế những vấn đề.
nhà trường phát động. Trong những năm qua thì tỉnh đoàn thanh niên cũng đã phối hợp với lực lượng an ninh, đặc biệt là các đồng chí cảnh sát để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức cho đoàn viên thanh niên. Và chúng tôi cũng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ví dụ như tổ chức các hoạt động thi rung chuông vàng, các hội thi tìm hiểu về tác hại của ma túy cũng như là phòng chống ma túy cho từng đối tượng đoàn viên để phù hợp với trình độ nhận thức và cũng như là tình hình thực tế của thanh niên trên địa bàn. Đặc biệt là đối với Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới thì chúng tôi cũng nâng cao nhận thức cho cái ý thức về cảnh giác trước cái thủ đoạn, các âm mưu lôi kéo của các cái đối tượng mua bán ma túy dành cho đoàn viên thanh niên. Và tôi nghĩ là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng an ninh để làm tốt hơn nữa công tác về nâng cao nhận thức, ý thức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn phòng chống ma túy. Ở bên cạnh đó thì tỉnh đoàn cũng có phối hợp với lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội. Chúng tôi thường xuyên rà soát để nắm chắc tình hình diễn biến của các thanh niên chậm tiến trên địa bàn để phối hợp có các hoạt động giúp đỡ cảm hóa, giúp cho thanh niên chậm tiến có thể dần trở đi tiến bộ và hòa nhập với cộng đồng. Ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Cao Bằng còn tích cực vận động học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, nhà giáo tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy và tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép. Qua đó, góp phần ngăn chặn hiệu quả tệ nạn ma túy, không để ma túy xâm nhập vào trường học. Sau khi tham dự buổi tuyên truyền công tác về phòng chống các tệ nạn xã hội thì em nhận ra rằng ma túy là chất độc hại, làm mất cân bằng khả năng sinh lý ý thức của con người khi mà vào cơ thể con người thì sẽ gây những tác hại khôn lường và có thể dẫn đến nghiện, gây nhiều tác hại cho toàn xã hội. Hiệu quả về nâng cao công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là về tệ nạn mại dâm, ma túy trên địa bàn thì phường đã chỉ phối hợp với lại lực lượng công an đội nghiệp vụ của tỉnh, thành phố và chỉ đạo công an phường phối hợp với các mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của phường triển khai với công tác tuyên truyền đối với các tổ dân phố trên địa bàn, đặc biệt là chú trọng đối với hai trường học, đó là trường tiểu học và trường trung học cơ sở, để nhằm trang bị những cái kiến thức và những cái nhận biết, những cái nhận dạng về cái hành vi sử dụng ma túy và cái nguy hiểm của ma túy hiện nay. Ngoài ra, lực lượng công an thành phố cũng có nhiều cách làm hay, sáng tạo, trong đó phải kể đến quá trình áp dụng khoa học công nghệ để theo dõi tình hình an ninh trật tự, quản lý đối tượng tại công an phường để thám. Tại đây, một nhóm chat Zalo được hình thành với sự chủ trì, tham gia của lực lượng công an phường và tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn để cập nhật kịp thời, tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, thông báo nhân khẩu đi, đến, xác minh đối tượng di chuyển và việc thông báo tin tức của người dân đến cơ quan công an dễ dàng hơn. Người dân mạnh dạn phản ánh những tiêu cực tại nơi mình sinh sống, tránh được những rắc rối từ những cá nhân, tổ chức bị phản ánh. Chính từ phương thức mới này, mỗi người dân giờ đây như một trinh sát, trở thành tai mắt thu thập tin tức nhanh, nhạy, giúp lực lượng công an phường kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh tại địa bàn. Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và tương tác với người dân đã giúp lực lượng công an phường Đề Thám tiếp cận gần hơn với người dân trên địa bàn, xóa bỏ được những giới hạn khoảng cách về không gian và thời gian, xây dựng hình ảnh người công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng, đẹp, gần gũi và thân thiện trong mắt nhân dân. Quá trình phối hợp với lực lượng công an cũng như là các lực lượng ở tổ dân phố
thì nhận được sự phối hợp rất là tốt, đặc biệt là qua cái kênh mạng cổng thông tin điện tử cũng như là mạng Zalo, thì đã thành lập những cái nhóm Zalo để phối kết hợp thông tin kịp thời qua cái kênh Zalo. Thì phía lãnh đạo phường cũng như công an phường cũng tiếp nhận được những cái thông tin phản ánh kịp thời, nhanh, đảm bảo lãnh chỉ đạo để lực lượng công an tổ chức phương án để ra quân thiết lập trật tự được kịp thời. Thì trên cơ sở những cái thông tin từ người dân cũng như là từ các kênh của các xã phường bạn thì đã lãnh chỉ đạo kịp thời, đảm bảo cho cái an ninh chính trị ở trên địa bàn được ổn định. Sau khi kết nối cái mạng Zalo này thì qua thông tin của người dân, tiếp nhận của người dân, thì tôi đã thu thập những thông tin, sàng lọc những thông tin để đưa báo cáo kịp thời, kết nối mạng Zalo để đưa lên báo cáo lãnh đạo công an phường. Từ đó công an phường đã xuống phối kết hợp cùng ban lãnh đạo tổ dân phố cũng như nhân dân để giải quyết những vụ việc. Từ những cái vụ việc đó thì từ đấy là tình hình an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội của tổ dân phố 2 nói chung cũng như ở địa bàn phường Đề Thám nói riêng hiện nay đã giảm về các mặt, do các mặt để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Từ đó nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Tại các địa bàn trung tâm của thành phố như phường Sông Bằng, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn tăng cường nắm tình hình địa bàn, tổ chức và duy trì thường trực 24/24 giờ, tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo tố giác tội phạm và các yêu cầu chính đáng của nhân dân, phát huy và duy trì mô hình liên kết, bảo đảm an ninh trật tự để nắm chắc mọi diễn biến tình hình từ xa, tại cơ sở, khoanh vùng đối tượng khả nghi, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Đã thành lập được cái cụm liên kết an ninh tự quản của ba tổ dân phố và tổ 9, tổ 10, tổ 11. Và thực tế thì chúng tôi đã đi tuần, có thể tuần đến 2-3 tối. Thì từ cái tình trạng đó thì chúng tôi thấy rằng là cái tệ nạn nó giảm hẳn, và đặc biệt là những cái tụ tập trên đường quốc lộ, đặc biệt của tôi là các con đường mùng 3/10 thì hiện nay là cái tình an ninh trật tự là giảm hẳn. Bà con nhân dân thì yên tâm hơn. Cái tệ nạn trộm cắp và tệ nạn là tụ tập đông người, ví dụ là từ 11 giờ đêm hiện nay là có cái hạn chế. Đấy. Thì tôi thấy rằng là cái trách nhiệm là của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là tổ dân phố chúng tôi thì đã thấy rằng là cái đấy là vừa là một cái trách nhiệm và cũng là một cái công việc làm hàng ngày của tôi. Và tôi thấy là cái này thì cái đi đầu mà trong phong trào này, tôi thấy là các đồng chí công an phường thì có cái sự tích cực mà gần như đi đầu trong cái phong trào. Tại Cao Bằng, huyện Trùng Khánh được xác định là địa bàn trung chuyển các đối tượng vận chuyển ma túy dạng đá từ Trung Quốc vào Việt Nam. Các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy hoạt động tinh vi, xảo quyệt, liên tục thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động. Do vậy, công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi ma túy gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã phối hợp với lực lượng công an huyện Trùng Khánh xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp ngăn chặn, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, góp phần giữ gìn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tại xã biên giới Đàm Thủy, nơi tập trung nhiều danh thắng nổi tiếng như thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao, thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến đây để thưởng ngoạn, giao lưu. Chính đặc điểm này đã khiến tình hình tệ nạn ma túy, nhất là trong thanh thiếu niên, có những diễn biến phức tạp. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực, trong nước và trên tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc, các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, cách nhận biết các chất ma túy, hậu quả tác hại của ma túy đối với cộng đồng, xã hội, các quy định pháp luật hình sự hiện hành đối với việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, trách nhiệm người phát hiện tội phạm ma túy, các phương thức các đối tượng thường lợi dụng thực hiện tội phạm ma túy trên địa bàn, quyết tâm không để ma túy thẩm thấu vào địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới. Phòng chống ma túy trên địa bàn xã Đàm Thủy
là có đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốk rất là dài, tức là 17,5 km. Cho nên trên địa bàn xã Hàm Thủy là có khu du lịch, khu du lịch thác Bản Dốc ấy, thì về phát triển kinh tế thì nó cũng liên quan rất nhiều vấn đề. Nhờ với tinh thần đoàn kết và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, các trên địa bàn xã Hàm Thủy là thực hiện rất là tốt về vấn đề phòng chống tội phạm, về phòng chống ma túy, thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, đặc biệt là chú trọng đến cái việc các cái đối tượng trên địa bàn, những cái đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có cái tệ nạn ma túy, thì chúng tôi quản lý tốt những cái đối tượng này, đưa vào những cái diện quản lý tại xã phường thị trấn và có những cái biện pháp với những cái đối tượng mà không tiến bộ để đưa đi cai nghiện bắt buộc theo cái chủ trương của chính phủ, đề án của nhà nước. Ngoài ra thì phối hợp với các lực lượng liên quan trong địa phương là có lực lượng biên phòng, quân sự và công an phối hợp theo cái quy chế ba lực lượng đấy, cùng với tận dụng cái những cái người uy tín trong đồng bào đấy, và những cái người trước đây đã từng làm thì không được ban chính trách như là công an viên, lực lượng trưởng phó công an xã trước đây, để cùng nhau thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Là lực lượng gần dân, sát dân nhất, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội các cấp thường xuyên xuống cơ sở bám sát, nắm vững địa bàn, nhất là những địa bàn trọng yếu, ra soát, phát hiện, phối hợp triệt phá các tụ điểm phức tạp về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tiến hành gọi hỏi, răn đe, thực hiện các biện pháp giáo dục, cảm hóa các đối tượng có liên quan đến tệ nạn ma túy, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm với nhiều giải pháp tích cực đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền và cùng các ban ngành của xã đến giúp đỡ, quan tâm của xóm, phối hợp với xóm tuyên truyền cho bà con các cái cuộc họp đấy, phối hợp với đồn biên phòng phải tuyên truyền về cái đường biên cột mốc biên giới, cho nên là bà con cũng đã hiểu được về các tệ nạn xã hội, cái thứ nhất là về ma túy đấy. Thì nhìn chung thì cái ma túy thì theo của xóm ấy, thì cũng không thể là hết được, nhưng mà một phần nào đó sau khi đã tuyên truyền cho bà con thì bà con đã hiểu được và cũng đã giảm rất nhiều. Đấu tranh phòng chống tệ nạn